Ok, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một cái tip, một cái trick, một cái hướng dẫn vô cùng thú vị. Đó chính là hướng dẫn dán giấy dán tường và sửa những cái hỏng hóc liên quan tới giấy dán tường nhé anh em. Thì hiện tại ở đây mình có một cái mảnh, mà có một cái phần giấy dán tường của khách hàng á, nó bị vệt đen gì nè, lau không có ra nha. Thì giờ không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có cách là cắt một cái tấm khác và thay thế vào cái phần giấy dán tường hỏng này ha. Rồi thì để làm được chuyện này á, thì mình cần phải có một vài cái vật tư dụng cụ để mình thực hiện việc này ha. Ok, thì nguyên liệu vật tư đầu tiên anh em cần chuẩn bị đó chính là keo sữa. Đây là keo sữa nha anh em. Keo sữa này là keo sữa màu trắng nha. Nếu mà anh em không có cái loại keo sữa màu trắng á, anh em vẫn có thể thay thế bằng keo Tybond. Keo Tybond này ha. Keo này là keo dán gỗ dạng sữa màu vàng nha. Thì nếu mà anh em không có keo màu trắng thì có thể sử dụng cái keo màu vàng này cũng được, nhưng mà mình khuyến khích là anh em nên sử dụng cái loại keo màu trắng này, vì nó không có làm bị mất thẩm mỹ, không có làm lòi cái màu ra. Thì với lại cái keo sữa này nó là gốc nước á, cho nên là việc vệ sinh keo thừa sau khi thi công nó cũng sẽ đơn giản hơn đó. Đây là keo sữa nha. Tiếp theo là anh em cần có một cái cây lăn kim, là cây lăn lăn này thì nó có những cái sọc ở trên cái bánh lăn đó nè. Đó, nếu em không mua được cây này thì anh cũng có thể tự chế được cái cây này, cũng đơn giản thôi. Đó, cái cây lăn này cái mục đích là gì? Đó là chúng ta sẽ lăn để cho cái mí nó đè sát vào ha. Và cái đặc biệt của cái cây này á là nó sẽ không có dính ngược cái tấm dán giấy dán của chúng ta lại cái cây, cho nên là nó sẽ tránh được cái hiện tượng là rách giấy hoặc là bong giấy ha. Đó, đây là cái cây lăn. Tiếp theo anh em cần một cái dao gọt giấy để cắt giấy ha. Dao gọt giấy này dùng để cắt giấy ha. Và một cái bình xịt nước của mấy ông thợ hớt tóc. Bình xịt nước của mấy ông thợ hớt tóc nha, để xịt nước lên giấy để vệ sinh hoặc là gọt giấy nha. Rồi anh em cần thêm một cái thước nữa. Ở đây mình không có cái thước thì mình xài cái lưỡi dao gọt giấy cùng rồi nè. Nó mòn hết rồi, mình lấy mình làm cái thước nha. Đấy, mình cầm cái thước để mình rạch giấy ha. Rồi ok, mình tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em thực hiện thi công và sửa chữa cái giấy dán tường hư hoặc là làm mới ha. À quên nữa, một thứ vô cùng quan trọng trong dán giấy dán tường đó chính là giấy dán tường cùng loại với cái giấy mà của cái bức tường trước đang sử dụng ha. Thì đây mình cái vách tường của mình nó xài cái loại vân như vậy nè, thì mình có một cái mẫu giấy dán tường giống y hệt luôn ha, để mình mới giá vào thì nó mới khớp, nó mới giống nha anh em. Nó có cái giấy giống nè, nó mình giá nha, nó mới khớp nha. Còn nếu mình xài cái loại nó khác á, khác màu và khác chủng loại thì sẽ không có giá được nha anh em. Ok. Mình sẽ sử dụng một ít keo sữa để quét lên trên cái phần giấy dán tường bị hỏng ha. Mình sẽ sử dụng một ít keo sữa quét lên cái phần giấy dán tường đã bị hỏng trước. Sau đó mình tiến hành dán trực tiếp cái giấy dán tường mới lên cái phần bị hỏng nha. Rồi mình sẽ so cái vân á, những cái vân ở trên cái tờ giấy nè, cho nó khớp vân với cái tờ giấy cũ ha. Để so cái vân đó. Mình so cũng tương đối thôi, cũng không cần nhất thiết phải chính xác lắm đâu hết anh em. Quan trọng là lúc mình thao tác á, nó phải dứt khoát đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái lăn nè, để mình lăn cho nó sát vào ha.
mục đích của cái việc lăn cho nó sát vào này nè, để mình lấy cái dấu á, để một lát một thao tác mình cắt bỏ cái phần thừa đi đó, cho nó khớp vào với cái giấy cũ nha anh em, cho nó khớp vào với cái giấy cũ. Tương đối trùng trùng vân rồi đó. Bây giờ mình sẽ lau bỏ phần keo thừa đi. Mình sẽ đặt thước vào và rạch cho nó đứt những cái phần giấy thừa đi ha. Anh em lưu ý giúp mình là rạch thật là mạnh tay và dứt khoát một lần duy nhất nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ không rạch tới rạch lui tại cùng một đường nha. Là chúng ta phải rạch thẳng xuống từ trên xuống dưới, hoặc là rạch từ thẳng từ ngang qua, dứt khoát một đường và không lặp lại. Rạch thật là mạnh, thật là sâu vào nha anh em, để đứt luôn cái phần giấy ở bên dưới luôn nha. Ok, lúc này anh em sẽ lột cái tấm giấy mà nãy mình dán lên ha. Lột ra, để sang một bên ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc bỏ cái lớp giấy bị hỏng này ra. Cho một ít nước vào để lột hết sạch những cái phần giấy còn dính lại. Ok, mình lột tương đối sạch rồi anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán lại cái tờ giấy mới vào đúng cái vị trí đó và tiến hành lăn cho nó sát vào anh em. Đó, như anh em có thể thấy đó là nó tương đối giống rồi ha, chỉ có những cái phần viền, những cái phần chỗ vết cắt á, nó những chưa có sát á, thì anh em chịu khó lăn từ từ chậm chậm chờ cho khi nó khô khô á thì nó sẽ đảm bảo sát và liền mí nha anh em. Ok, sau khi mà nó đã đạt với khoảng 80-90% rồi thì anh em tiến hành xịt nước lên để lau phần keo thừa đi ha. Lúc này anh em lau nhẹ nhẹ thôi vì cái keo nó vẫn còn mềm á, có thể anh sẽ làm cho cái miếng giấy mà chạy đi, cho nên là chúng ta chỉ làm nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi, cần thiết chúng ta có thể lăn lại thêm một lần nữa cho nó chắc keo ha anh em. Ok, vậy là xong rồi đó anh em. Hy vọng là video này sẽ giúp cho anh em có thêm cái kinh nghiệm cũng như là biết thêm cái cách để sửa chữa những cái loại giấy dán tường trong gia đình hoặc là đi thi công công trình cho khách hàng ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và tạm biệt.